Chào các em, chúng ta tiếp tục giải nít số 2 Willumbet của khối lớp 7 vòng số 8 để tiếp tục tìm những cái câu lạ và mới để mình đúc kết kiến thức. Như vậy là thầy đã giải xong nít số 1. Chuẩn bị nháp và máy tính vào túi. Bài thi số 1, chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng. Đây là bài toán khó chịu ha. Ta chuẩn bị cái bảng để lưu kết quả. Bốn tám phẩy bảy lăm. Đề cho thì mình cứ ghi lại thôi. 13,253. Rồi. Cái bài này thì ở nít số 1 thầy giải rồi. Để kỹ luôn là lần khác. Các em trở lại nít đó xem kết quả. Thầy nhớ không làm là âm 0,5. Bài này ở nít trước thầy cũng giải rồi, nhưng mà thầy không còn nhớ kết quả nữa. Các em trở lại nít trước coi. Còn giờ thầy làm nhẩm cho nó nhanh. Bằng 0. Bài này x 3 phần, y 7 phần. Vậy tổng cộng sẽ là 10 phần. X cộng y là 10 phần. 10 phần bằng 110. Như vậy mỗi phần sẽ bằng 11. Trong đó x là 3 phần. Như vậy x bằng 33. Bài này ta bấm máy thôi. 4 nhân cho 2 mũ 5. Rồi lại chia cho 1 phần 2. 256. 256 game. Bài này thì bài toán lớp 6 game nhé. Bài toán lớp 6. 81 thì thay đổi thành 3 mũ 4. 3 mũ 4 nhỏ hơn 3 mũ n. Rồi nhỏ hơn 729 thì cái mò đi. 3 mũ mấy bằng 729? Thì lấy 3 mũ 10 thử coi. Ồ, lớn quá, 50 mấy ngàn luôn. Vậy 3 mũ 6 thử coi. Ờ đúng luôn kìa. 3 mũ 6 đúng bằng 729 luôn. Vậy nếu cái mò nó ra cao quá thì các em thụt lùi lại, còn mò thấp quá thì các em nâng lên ha. Rồi 3 mũ 4 nhỏ hơn 3 mũ n nhỏ hơn 3 mũ 6 thì các em suy ra 4 nhỏ hơn n và nhỏ hơn 6. Bây giờ số nguyên nào lớn 4 nhỏ hơn 6 thì chỉ có số 5 thôi. Như vậy ta có đây là số 5. Tiếp tục. Cái này ta lại bấm máy hoặc là dùng tính chất phân phối để mà làm ha. Bốn nè, 5/8 cộng cho 5/3 rồi tất cả chia cho -2/5. Nó bằng -25 nghe. Tiếp tục bài này giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng 2 trừ cho 0,462. Như vậy là giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng 2 trừ 0,462 bằng 1,538. Như vậy là x sẽ bằng cộng hoặc là trừ 1,538, nhưng mà ở đây là x là số dương, đề đòi hỏi x số dương, vậy là 538 ha. X bằng 1,538. Cái cuối cùng thì mình lấy máy tính chia sắp xỉ ra. 7,27 kìa. 7,27. Rồi bắt đầu mình chọn số bé nhất là -25. Đây. Tiếp theo là -0,5. Đây. Rồi, tiếp theo là 0. Đây. Rồi 1. 1 tới 2, 3 có không? 5. 7. 13.
33, 48 và 256. Vậy ta đã hoàn thành xong bài thi số 1. Khá gọn gàng. Các em đừng quên trang web của thầy ha, buinnguyenluan.wordpress.com. Ta qua bài thi số 2 kìa. Rồi. Tam giác góc A bằng 27 thì góc D cũng bằng 27. Góc D bằng 27, góc F bằng 52. Như vậy góc E sẽ là bằng 180 độ trừ cho tổng của góc D và góc F. Kể là 180 độ trừ cho tổng của 52. Góc D là bằng góc A là bằng 27, xin lỗi. Còn góc F là người ta cho 52 độ rồi. Bài toán dễ quá ha. Như vậy là 180 nè, trừ 27 nè, trừ 52 nữa là bằng 101 kìa. 101 độ ha. Cái này ở ở nít số 1 thầy giải rồi các em nhé. Trở lại nít số 1 xem. A sẽ bằng B. Này ở nít số 1 cũng giải rồi. Hệ số của y đối với x là các em lấy y chia x là 2 chia 10 là được 1/5. Cái này thì ta chia bình thường thôi. 8/7 tất cả chia 8 là bằng 8/7 nhân 1/8 là bằng 1/7 ha. Có bao nhiêu cặp x y? Cái này ở nít 1 hình như thầy giải rồi. Nít 1 giải rồi sao? Còn 10 để cho gì? Giá trị sẽ giải các cái mảng đó. Y sẽ bằng là bằng B bằng là B. Giải nhiều quá không nhớ rồi. Hay, sư, hay chưa? Nó. Hình như chưa phải không? Chưa thì thầy giảng ha. Rồi thì giảng nè. X trên trừ 3 bằng y trên 5 bằng bao nhiêu tôi chẳng biết, tôi đặt đại bằng k đi, tức là một phần đó. Vậy x sẽ bằng trừ 3 phần, còn y là sẽ bằng 5 phần. Từ đây các em suy ra là x y nó sẽ bằng trừ 3k rồi đem nhân cho 5k, tức là nó sẽ bằng trừ 15k mũ 2. Phép nhân có tính giao hoán thì theo đề thì x y là bằng âm 5/27. Như vậy là ta sẽ có là theo đề suy ra là cái này sẽ bằng âm 5/27. Sẽ bằng âm 5/27. Từ đây các em suy ra k mũ 2 sẽ bằng âm 5/27. Âm 5/27 đem chia cho âm 15, lấy máy tính chia được 1/81 ha. 1/81. Vậy từ đây suy ra k sẽ bằng cộng hoặc trừ 1/9. Một bình là 1, 9 bình là 81. Rồi k bằng 1/9 thì các em sẽ suy ra là x y ha. X y bằng bao nhiêu đó, lấy nhân cho trừ 3, lấy nhân cho 5, rồi k lại còn bằng âm 1/9 nữa. Thì các em lại tìm thêm một cặp nữa, một cặp x y nữa, ráp vô đây thay vô đây tính thôi. Vậy ta sẽ tính được hai cặp x y các em nhé. Người ta hãy hỏi có bao nhiêu cặp thôi, thành ra thầy chỉ trả lời có hai cặp thôi, chứ quan tâm x và y bằng bao nhiêu chi cho nó mệt. Bài này ở nít số 1 thầy giải rồi ha. Các em trở lại nít số 1 coi. Thầy nhớ không lầm đáp án bằng 130 ha. Coi lại có đúng không nhỉ.
Không phải bài này. Đây rồi, đúng rồi bài này. Ừ, 13, đáp án bằng 13. Giải rất kỹ luôn. Các em trở lại nick số 1 coi nha. Bây giờ ta trở lại chọn 13. Bài này ở nick trước thầy cũng giải rồi. Nick số 1 cũng giải rồi. Bằng bao nhiêu nhỉ? Không nhớ nổi. À đây. Kết quả hình như là bằng 82 hay sao ạ? Đúng rồi, 82. Các em trở lại nick số 1 coi nha, 82. Gặp câu nào khó nữa đi. Ô, toàn câu dễ không. Câu gặp rồi không à. Câu này ở nick trước cũng giải rồi. Phải không ta? Hình như chưa. Hình như chưa kìa. Rồi, giờ thầy hướng dẫn giải câu này. Thầy sẽ hướng dẫn giải câu này nhẹ nhàng luôn. Y tỷ lệ thuận với x thì theo tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận á, thì lấy một giá trị y chia cho giá trị x thì nó sẽ không thay đổi kìa. Nó luôn luôn là bằng nhau ha. Thầy lấy y1 chia cho giá trị tương ứng của nó là x1 thì sẽ bằng y2 chia cho giá trị tương ứng của nó là x2. Và dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau thì nó sẽ bằng y1 cộng cho y2 trên x1 cộng cho x2. Rồi theo tính chất giải tỷ số bằng nhau thì ta ráp vô thôi là bằng 2016 trên 6 và nó sẽ bằng chia thử 2016 chia cho 6 đúng bằng 336 luôn. Như vậy là hệ số tỷ lệ là lấy một giá trị y chia cho x tương ứng là bằng 336 ấy. Hệ số tỷ lệ của y đối với x là 336. Còn giả sử người ta hỏi giá trị hệ số tỷ lệ của x đối với y thì nó là 1/336 ha. Đây. Hệ số tỷ lệ là 336. Chữ số hàng đơn vị. Chữ số hàng đơn vị. Rồi, đây một bài toán cũng đơn giản thôi. Chữ số hàng đơn vị. Ba mũ 4 á thì bằng 81. Như vậy suy ra 3 mũ 2000 là nó bằng 3 mũ 4. Tất cả mũ 250 thì nó sẽ bằng một số bằng 81 mũ 250 ha. Tức là bằng một số có đuôi bằng 1. Từ đây các em suy ra 3 mũ 2000 2020 ha. Ghép vô đây luôn chứ. 3 mũ 2020 là bằng 3 mũ 4 tất cả mũ 254. 4 nhân 254 không phải rồi. 2020 chia 4 là được 505. 505. Chia cho 4 505 rồi. Vậy 81 mũ bao nhiêu thì cũng ra cái số có đuôi là 1 thôi. Như vậy là 2021 là sẽ bằng 3 nhân cho cái số đó, nhân cho cái số có đuôi bằng 1. Như vậy nó sẽ ra một số có đuôi bằng 3. Xong nha. Còn 7. 7 mũ 4. 7 mũ 4 là sẽ ra một số có đuôi bằng 1. Tức là 2401 đó các em. Từ đây suy ra là 7 mũ 2020 thì nó sẽ bằng 7 mũ 4 tất cả mũ 505. Rồi nó sẽ bằng một số có đuôi bằng
7 mũ 4 là đuôi là 1 thì có mũ lên bao nhiêu thì nó cũng ra đuôi 1 thôi. Từ đây suy ra. Suy ra 7 mũ 20 22 thì sẽ bằng 7 mũ 2 nhân cho cái này. Thì 7 mũ 2 là bằng 49 nhân cho một số có đuôi bằng 1 thì nó sẽ thành một số có đuôi bằng 9. Vậy nghe. Tiếp tục bên này cũng giống y như vậy các em. 13 mũ 2023 thì nó sẽ bằng 13 mũ 3 nhân cho 13 mũ 2020. Thì 13 mũ 3 là số có đuôi bằng bao nhiêu? Số có đuôi bằng 7. Còn 13 mũ 2020 là số có đuôi bằng 1. Số có đuôi bằng 7 nhưng số có đuôi bằng 1 thì ra 7. Như vậy nãy giờ các em thấy là cái số trên cùng á, số đầu tiên á là đuôi bằng 3. Số này thì đuôi bằng 9. Còn cái số này đuôi bằng 7. Như vậy nhân lại thì cái đuôi sẽ là 3 nhân 9 nhân 7. Vậy nó sẽ ra một số có đuôi bằng 9 kìa. Kết quả là 3 nhân 9 nhân 7 nhân lại mà thì nó sẽ ra một số có đuôi bằng 9 ha. Đây, đáp án này. Rồi bài này ở ở nít trước hình như thầy có giải rồi hay sao. Thôi cứ giải lại đi, chúng chắc đỡ mất công mò tìm. XY bằng X cộng Y. Vậy các em suy ra là X sẽ bằng XY trừ cho Y. Từ đây suy ra X sẽ bằng XY trừ Y là thầy ghi XY trừ cho 1 nhân Y rồi dùng tính chất phân phối. X trừ 1 tất cả nhân cho Y. Từ đây các em suy ra Y sẽ bằng X trên X trừ 1. Như vậy sẽ bằng là X trừ 1 cộng 1 trên X trừ 1. Rồi là tách ra. Y sẽ bằng X trừ 1 trên X trừ 1 rồi cộng cho 1 trên x trừ 1. Giờ nó sẽ bằng 1 cộng cho 1 trên x trừ 1. Y là số nguyên, cho nên cái phần thầy bôi đen này cũng là số nguyên. Mà phần này là số nguyên thì x trừ 1 phải là ước của 1. Như vậy suy ra x trừ 1 á, nó sẽ bằng ước của 1 hả? Thì có 1 với âm 1 thôi. Từ đây các em suy ra là có hai trường hợp xảy ra ha. X trừ 1, x trừ 1 mà bằng 1 á thì x sẽ bằng 2. Còn x trừ 1 bằng trừ 1 thì x sẽ bằng 0. X bằng 0 thì các em suy ra tiếp là y sẽ bằng x bằng 2 thì thế vô đây. 2 trừ 1 là 2. Xin lỗi, 2 trừ 1 là bằng 1 nhé. 1 chia 1 là 1, cộng 1 là bằng 2, là y bằng 2 luôn. Còn nếu x bằng 0, x bằng 0 thì y sẽ bằng gì? 0 trừ 1 là âm 1, 1 chia âm 1 là âm 1, 1 cộng âm 1 cũng bằng 0 luôn kìa. Vậy ta có 2 cặp x y, x bằng 2 y bằng 2 và x bằng 0 y bằng 0. Ta có 2 cặp. Rồi, như vậy là mình đã giải xong cái bài thi số 2. Bây giờ ta qua bài thi số 3. Bài thi này thầy sẽ giải tất cả các cái ô kho báu luôn ha. Ô chặng đường mình thầy giải hết luôn. Bây giờ thầy đang rảnh mà. Rồi, tiếp tục. Số 4 thầy đổi thành 2 mũ 6. Thử lại coi. 2 mũ 6 đúng số 4 luôn.
nhỏ hơn 2 mũ n và nhỏ hơn 256 thì cái m coi mũ mấy, hình như 2 mũ 9 không phải, hạ xuống 2 mũ 8 2 mũ 8 thôi. Rồi 2 mũ 6 nhỏ hơn 2 mũ n, nhỏ hơn 2 mũ 8, vậy suy ra 6 sẽ nhỏ hơn n, nhỏ hơn 8. Từ đây suy ra n sẽ bằng 7. Chỉ có số nguyên dương 7 là nằm ở giữa 6 và 8 thôi. Tiếp tục. Cái này ở nít trước chúng ta có giải rồi. Kiểm tra nghe. Kiểm tra. Cũng được mà thi học sinh giỏi cũng được. Bằng Z phần 5. Không nhớ nổi kìa. À đây có 1 phần 2. Có rồi có rồi. Đỡ một công giải. Vậy x sẽ bằng 25. Ha. À, x bằng 25. Ô chà mày quá, đỡ mất công. Các em nhớ cái trang web của thầy nha, buồn nguyên luận wordpress.com. Hiện tại là thầy đã mở 4 khóa học. 4 khóa học đầu tiên để giải quyết cái vấn đề đại số cho tất cả 19 cái vòng thi. Mỗi vòng thi nó gồm có nhiều phần lặp đi lặp lại. Phần kiến thức á. Ví dụ đại, hình, số. Thì khóa này thầy hướng dẫn kỹ đại số và có thiên về máy tính ha. Các em đừng có hiểu là các khóa học này là sẽ giải lại những vòng đã qua nhé. Những khóa học này các em đăng ký bất cứ khi nào cũng được hết. Bây giờ cũng được, ngày mai cũng được, ngày mốt cũng được. Càng sớm càng tốt. Khi các em đăng ký các cái khóa này thì các em sẽ được lĩnh hội những cái kỹ thuật giải những cái phần tương ứng trong 19 cái đề thi. 19 cái đề thi ở các vòng nó sẽ có những phần lặp đi lặp lại các em. Những phần kiến thức đó nó cứ vô đúng cái mảng đó thì các em sẽ làm được khi các em đã học những khóa này. Sắp tới thầy sẽ mở những cái khóa V72, 62, 82, 92 để giải quyết cái phần hình học cho các em nha. Rồi. Tiếp tục. Nếu 1 phần 2 của A bằng 2B. Như vậy là gì? 1 phần 2 của A này bằng 2B. Thì suy ra 9 phần 8 nhân A sẽ bằng bao nhiêu nhân B? Ta đang tìm cái dấu hỏi nè. K là đang tìm đúng không? Đi tìm dấu hỏi nè. Thì cũng dễ thôi. Bây giờ 1 phần 2 A bằng 2B. Thì các em nhân hai bên. Hai vế đang cân bằng nè. Giờ các em nhân hai bên này cho 9. Thì tạo thành hai kết quả mới cũng cân bằng. 1 phần 2 nhân 1 phần 2 A nhân 9 thì cũng bằng 1 phần 2 nhân 9 nhân A. Thế nhưng có tính giao khoán mà. 1 phần 2 nhân 9 thì ghi là thành 9 phần 2. Chẳng chết ai cả đúng không? Còn 2 nhân B rồi nhân 9 thì thành 18B. Rồi sau đó thì tiếp tục. Thầy tiếp tục nhân hai bên này với 1 phần 4 thì cũng tạo thành hai kết quả mới bằng nhau. Hai vế thăng bằng thì cùng làm một cái việc giống nhau sẽ tạo thành hai kết quả như nhau các em nhé. Rồi 9 phần 2 nhân 1 phần 4 sẽ bằng 9 phần 8 A nè. Còn A thì để nguyên. 18 nhân B rồi nhân 1 phần 4 thì cái dấu hỏi đó chính là 18 phần 4 đó các em. 18 phần 4 đó thầy rút gọn thành 9 phần 2. Như vậy K của chúng ta chính là 9 phần 2, tức là bằng 4,5. Người ta đòi nhập số thập phân mà. 4,5. Bài này ở nít trước thầy có giải rồi. May quá. Giờ nít trước ra coi. Đây đây đây, nó đây. Trình in đây luôn nè. Kết quả bằng bao nhiêu? K mũ 2 sẽ bằng 1/4 kìa. Kết quả bằng bao nhiêu nè? Không nhớ luôn. Không nhớ nổi. Phần 2 đó là thành 9. Ta qua 5 là thành -10.
là là bằng bằng âm 1. À xin lỗi, bằng 2 chứ, bằng 3 2, cộng 1. bằng 2, bằng 2 em. Không nhớ nổi. Bằng 2. Rồi ok. Câu nào giải rồi thì không có giải nữa nghe. Mất công lắm. Rồi tiếp tục. A là số chín phương. Số chín phương là gì? Số chín phương là số này nè, 0 nè, 1 nè, 4 nè, 9 nè, 16 nè, 25 nè, 36 nè. Số chín phương là số được tạo thành do một số tự nhiên bình phương lên các em nhé. Nhiều em không biết số chín phương là gì đâu. A là số chín phương có 4 chữ số. Như vậy A nó là bằng số n tất cả mũ 2 lên. Và nó có 4 chữ số, như vậy có nghĩa là nó nằm trong cái vùng là từ 10.000, xin lỗi, 1.000 cho tới 9.999 thì nó mới có 4 chữ số chứ. Ở trong vùng này là nó chia hết cho 153. Cái số chín phương đó là phải chia hết cho 153. A là số chín phương có 4 chữ số. Chia hết cho 153. Như vậy là các em để ý là nó sẽ bằng 153 nhân cho cái số nguyên nào đó. Không, thì mới chia hết cho 153 chứ. Như vậy mình có 1.000 nhỏ hơn 153 nhân k nhỏ hơn bằng 9999. Rồi bây giờ các em lấy ba cái phe này nè, các em chia cho 153. Phe này phe nhất nhỏ hơn phe nhì, nhỏ hơn phe ba, thì khi lấy phe nhất chia cho 153 thì cũng nhỏ hơn phe 2 chia cho 153, rồi cũng nhỏ hơn thế này chia cho 153 ha. Thôi 1.000 mà chia cho 153, 1.000 chia 153 nè, thì nó sắp xỉ 6,5. 6,5. Rồi tới K. Rồi tới 9999 chia cho 153. 65 nha. 65. 65,3. Rồi bây giờ các em cho K thử. Thử K từ 7 8 cho tới 65. Kiểm tra 153 nhân k coi có là chín phương không ha. Nếu là chín phương thì mình lấy ha, có là chín phương không. Rồi bây giờ các em sẽ dùng chức năng giải hàng loạt, dùng chức năng giải hàng loạt ở trong khóa học V71. V71 các em nha. Vô V71 đăng ký thì các em sẽ giải quyết được cái chức năng cái bài toán đó. Các em vào đây đăng ký ngay đi ha. Đăng ký lúc nào cũng được. Không bao giờ là muộn các em. Các em nhớ là không bao giờ là muộn. Học phí thì cho cả cái khóa đó thôi. Có 100 ngàn ha. Chủ yếu là lan tỏa kiến thức thôi. Bây giờ thầy trở lại cái bài này. Trong cái khóa học đó thầy đã hướng dẫn chức năng giải hàng loạt. Rồi. Bây giờ thầy sẽ cho K chạy từ 7 tới 65. Và thầy đi kiểm tra 153K coi có là số chín phương hay không. Rồi. 153 nhân K. Rồi cho nó chạy từ 7. 7 cho tới 26 đi. Không, không có số nào dính hết. À có kìa, 17. Dính rồi, mới vô dính luôn. Lúc cao 17. Kết quả nè.
Kết quả là K bằng 17. Mình suy ra là 153 nhân cho K nhân cho 17 đó là bằng 153 nhân cho 17 mũ 2. À xin lỗi, nhân cho 17 thì bằng 2601. 2601 là số chính phương kia, là do 51 mũ 2 lên đó. Như vậy cái số mình cần tìm tức là số 2601. 2601 các em nhé. Các em tu tới tu lui ha, để hiểu thầy giảng cái gì, chứ không thôi là không hiểu nổi đâu. Và cách tốt nhất là các em nên tham gia cái khóa học V71, thì thầy sẽ hướng dẫn cái chức năng giải hàng loạt, cái chức năng khảo hàm đó. Thì lúc đó các em sẽ thấy là nó cũng đơn giản thôi ha. 2601 là số chính phương của 4 chữ số và chia hết cho 153. Các em có thể kiểm tra lại nếu thích. Rồi. Rồi thầy đi giải tiếp các cái câu kia. Cái này hình như nít trước thầy có giải. Nít trước thầy có giải. Để luyện về hình học và bằng kia. Hình như là chưa giải kìa. Về cũng được mà thầy đi chưa sẽ ra chưa giải các bạn. Như vậy thầy sẽ hướng dẫn bài này. Nếu các em đã học khóa học V71 rồi thì các em sẽ đổi cái này trong vòng cỡ 7 nút nhạc thôi ha. Còn bây giờ thầy sẽ giảng theo tinh thần là các em chưa học thì các em sẽ làm như sau. Đầu tiên các em lấy cái số này nhân cho 100. Mục tiêu là nhân cho 100 là để làm gì? Để dời dấu phẩy từ số 5 qua số 2 đó. Nhưng mà nhân 100 thì nó đâu còn bằng như cũ nữa. Mất cân bằng ha. Vậy mình phải nhân với 1% để bằng như cũ. Rồi giờ nó sẽ bằng tiếp là một phần trăm nhân cho 512 phẩy chu kỳ 423. Như vậy là bằng 1% nhân cho hỗn số 512 423 phần 999. Rồi các em rút gọn 1% nhân cho 512, rút gọn cái phần phân đi. 423 chia 9 được đó. 423 các em chia 9 thì được 47. Rồi 999 chia cho 9 thì được 111. Rồi tiếp tục đổi đổi hỗn nó ra phân số. Các em đổi hỗn nó ra phân số thì là 512 nhân cho 111. Rồi cộng 47 là nó bằng 56879. 56879. Còn ở dưới là 111. Kết quả là 56879 chia cho 111 00. Vậy thôi. Năm sáu tám bảy chín phần 111 00. 56879 phần 111 00. Rồi tiếp tục giải. Ồ hết thời gian rồi nha. Ồ trời ghê quá. Oh my god kinh hoàng quá. Rồi không sao, bài này cũng rơi vào cái loại tính chất dãy số bằng nhau thôi, gì đâu mà sợ. A bằng 2 phần hay là 2x đi. A bằng 2x đi. B bằng 3 phần, tức là B bằng 3x đi. Cái này trong khóa học V71 là có bài này luôn hay sao em? Bài giống giống vậy. C bằng 4 phần là 4x.
Rồi a mũ 3 tức là gì? Tức là 2x tất cả mũ 3 đó. Cộng b mũ 3 tức là 3x tất cả mũ 3 đó. Rồi cộng c mũ 3 tức là 4x tất cả mũ 3 đó các em. Và theo đề là bằng 792. Thì từ đây các em có là 2 mũ 3 là 8 mũ 3 nè. Cộng cho 27x mũ 3 nè. Cộng cho 4 nhân 4 x 4 mũ 3 là 64x mũ 3 nè. Là bằng 792. Từ đây các em suy ra 8 cộng 27 cộng 64 là bằng 99. 99 x mũ 3 là bằng 792. Từ đây x mũ 3 sẽ bằng 792 chia 99 tức là bằng 8. Số nào mũ 3 bằng 8? Mò đi. Số 2 x bằng 2 nha. X bằng 2 rồi thì em suy ra a là bằng 2 nhân x là 2 nhân 2 là 4. B là bằng 3 nhân x là 3 nhân 2 là thành 6. Và C là 4 nhân 2 là bằng 8. Lúc đó a cộng b trừ c là bằng 4 cộng 6 là 10 trừ 8 là bằng 2. Giá trị tuyệt đối của đó là bằng 2. Thôi hết thời gian rồi, thầy xuống thầy lấy kho báu thôi. Qua nick số 3 thầy sẽ giải hết hai cái ô này ha, tất cả các ô này luôn nha. Giờ ít thời gian quá. Rồi. Rồi. Các em nhớ đăng ký cái nick, đăng ký cái khóa học V71 càng sớm càng tốt ha. Khóa học V72 thì các em cũng nên đăng ký V71 trước khi học V72. Bởi vì những kiến thức ở trong V71 thầy sẽ không có nhắc lại ở V72 nữa đâu, coi như là mình đã nhuyễn rồi. Vậy nha. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở nick số 3. Nick số 3 là thầy chào mình sẽ gặp lại. Bye bye.